Anh à, cũng chưa đặt gì. Khúc đầu nó rõ cái mặt người, còn khúc dưới người là hiện cái cây đó. Thôi cô chỉnh lại cái này đi ha, lại cái này đi. Kéo cái layer mặt cô gái ở trên sao gì mà quan trọng là nó rõ ở trên không được bằng cái kia kia đâu nào. Rồi mình sẽ đem cái hình đó đem xuống dưới để cho cái anh này xuất hiện bên trên. Cô gái giả mua city xuống nè các bạn. Tóm lại là bây giờ các bạn làm coi chỉ còn chuyện này thôi nè. Cái thứ nhất đó là cái hình của cái anh này xong rồi mình nó lọt ra ra. Cái thứ hai nữa là cái hình khu rừng á, sau khi chúng ta đã loại cái phần bên ngoài chỉ giữ lại cái vùng tròn là đúng bằng cái kích thước đối tượng ảnh thôi, được chưa? Có còn ghi không? Con nói cho ghi. Đầu tiên nó tạo vùng tròn để loại bản sao cho cái anh này. Sau đó là có vùng tròn rồi, copy cái vùng tròn đó lên trên cái hình vuông rừng để mình cũng loại vùng tròn tương tự như cái hình gốc đối với cái vùng rừng này. Rồi đồng thời là tạo một cái layer mới với cái đối tượng đã loại vùng tròn. Sau đó cái đối tượng đó là vùng tròn, các bạn copy ra làm hai layer. À, một cái layer bạn add cho nó một cái mode đó là linear burn 60% opacity, một cái là lighten 8%. À, linear burn. Là nhóm thứ hai 60% opacity 60. Rồi còn một cái nữa là lighten 8% opacity 8%. Rồi được chưa, tới đây được chưa? Rồi thì bây giờ cái background của mình nó đang tối quá, mình sẽ cho nó sáng lên. Rồi để nó sáng lên, các bạn đứng trên nó, các bạn lên trên này nè, nó có một loạt những cái icon. Vô đây trước chứ, ra đây nè. Vô cái hình tròn này, nó trắng nó đen là các bạn chọn brightness contrast ha. Hôm số là bao nhiêu, là một contrast tăng lên 100, brightness là âm 4. Rất lại chỗ này nè. Các
các bạn đứng trên cái layer gần nha, các bạn xỏ cái hình tròn tròn nửa trắng nửa đen, các bạn chọn brightness mình drop ra đây, nó sẽ xuất hiện một cái layer chỉnh độ sáng và độ tương phản. Các bạn cứ vô click vô cái mặt trời á, nó xuất hiện cái hộp đầu tòi bên này, mình chỉnh đi vô là độ sáng là 4 nè, bên drop là 100. Được chưa? Rồi đồng thời á, cái độ sáng này nó chỉ ảnh hưởng trên đúng cái layer này thôi, thì mình sẽ giữ antennas để ngay cái khe á, các bạn click cho một cái thì nó chỉ ảnh hưởng cái này thôi ha. Rồi đồng thời á, cái layer góc này là các bạn copy ra thêm một cái nữa. Được chưa? Rồi cái mà chúng ta copy thêm á, các bạn add cho nó cái mode đó là multiply, cho nó nằm trên ha, áp cho nó một cái mode là multiply. Xong sau đó cũng thực hiện brightness contrast lại một lần nữa. Có thông số bên này là bao nhiêu? Vậy luôn, 54-100. Yeah.